khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. Phát hiện một bài thuốc dân gian chữa gút vô cùng đơn giản. Hôm trước về quê nhà chồng ăn cưới em họ, em thật sự bất ngờ khi biết được cô chồng em đã khỏi bệnh gút chỉ bằng một bài thuốc dân gian vô cùng đơn giản. Mấy năm trước, cô chồng em than bị đau nhức kinh niên do bệnh gút hành hạ. Cô nói bình thường còn đỡ, chứ mấy tháng gần Tết là đau nhức kinh khủng lắm. Nhiều khi đau đến nỗi nằm một chỗ không bước đi được luôn ấy chứ. Mấy khớp ngón tay, ngón chân biến chứng, nổi cục u đỏ au, nhìn khủng khiếp lắm. Nhiều lúc cô ước gì mình có thể chết cho rồi, chứ đau nhức kiểu này làm sao sống nổi. Nghe nói đây là căn bệnh sống để vậy, chết mang theo chứ không tài nào chữa được. Tình cờ cô đọc báo biết được bài thuốc dân gian chữa được bệnh gút, cô mừng muốn khóc. Lúc đầu cô cũng có ý nghi ngờ vì thành phần của thuốc có vẻ mâu thuẫn. Vì thông thường người bệnh gút không được ăn hải sản, tôm cua, nhưng thành phần chính lại là cua đồng. Thôi thì phước chủ may thầy, nhắm mắt nhắm mũi làm đại, biết đâu hết. Cô kể với giọng hoan hỷ lắm. Cô nói sau cú liều ấy, giờ cô khỏe mạnh lắm luôn, không còn đau nhức gì cả. Có thả cô qua Hàn Quốc sống, chắc cũng ổn. Bài thuốc chữa bệnh gút như sau. Một con cua đồng còn sống, không phân biệt được cái. Nếu mua ngoài chợ về, rửa sạch, không cho tiếp xúc với nước khoảng 1 đến 2 tiếng. Mục đích là làm cho con cua sẽ tiết chất dịch trong miệng và trao đổi nước nhiều hơn. Rượu gạo có nồng độ từ 35 đến 40 độ nguyên chất, không sử dụng loại rượu pha còn công nghiệp, với nước với tỷ lệ 1 rượu 5 nước, sử dụng cái muỗng 2 thìa, làm sao cho vừa đủ dùng. Lấy một cái tô có cạnh bè ra, để dễ dàng dùng bàn tay đè lên mai cua đồng ngâm với hỗn hợp nước rượu ngập đến miệng con cua đồng. Thời gian ngâm, dùng tay đè mai cua đồng liên tục để cua tiết dịch tự nhiên của nó trong vòng 10 đến 15 phút, hoặc có thể 15 phút là được. Khi ngâm, có thể tạo độ sóng sánh của phần mớm nước dâng lên hạ xuống trên dưới miệng con cua đồng để cho nó tiết nước nhiều hơn. Sau đó, lấy phần nước hỗn hợp này uống, nhớ lắng hoặc lọc sạch cũng được. Dịch bọt tiết ra từ miệng con cua đồng, tỷ lệ rượu, nước 1:5 cho ra hỗn hợp chữa trị gút. Lưu ý, không sử dụng cua đã chết vì không còn khả năng tiết dịch từ miệng, có thể tái sử dụng cua từ 1 đến 3 lần. Thời gian sử dụng như sau. Tuần đầu tiên, ngày sử dụng một con để tạo ra hỗn hợp nước uống, 7 ngày đều đặn. Sử dụng 1 đến 2 lần sẽ thấy hiệu quả khác. Tuần thứ 2, cách 3 ngày sử dụng 1 lần. Tuần thứ 3, sử dụng 1 lần. Sau đó 2 tuần làm 1 lần, 1 tháng làm 1 lần, 3 tháng làm 1 lần, 6 tháng 1 lần nữa. Khi sử dụng phương pháp chữa gút này, các chị nên sử dụng thêm rượu gạo trắng, nắng bóp xung quanh phần xương viêm đau nhằm mục đích làm giãn nở mạch máu, giúp lưu thông và đào thải các cặn axit uric tốt hơn, nhanh hơn. Sáng bóp một lần, chiều xoa bóp thêm lần nữa. Đây là một bài thuốc dân gian dễ sử dụng, bản thân cô em đã chuột bạch rồi đấy ạ. Cũng có uống nhiều thuốc nhưng không cách nào hết được. Chiều thứ bảy uống thì nguyên ngày hôm sau đã đỡ khỏi, có thể dùng chân dậm mạnh dưới đất mà không gây thoáng hay đau gì. Tuy nhiên, cũng phải tùy cơ địa của mỗi người mà chữa trị cho phù hợp. Nếu người nào đó dùng không hợp và có tiền sử dị ứng với tôm cua thì không nên dùng đâu ạ, vì sẽ có những tác dụng phụ nguy hiểm. Phụ nữ có thai tránh ăn cua đồng, bởi cua đồng có tác dụng phá khối u, tống xuất khối cục tồn đọng. Người đau ốm mới khỏe,
hệ thống tiêu hóa còn yếu cũng không nên ăn. Người có biểu hiện tỳ vị hư hàn, cảm giác sợ lạnh cũng cần hạn chế. Nếu bị tiêu chảy, không ăn cua đồng. Gạch cua có nhiều cholesterol nên người huyết áp cao, bệnh tim mạch cần hạn chế dùng. Một lưu ý nhỏ nữa là nếu mẹ nào đã bị bệnh gút thì hạn chế bia rượu, hải sản. Tuy nhiên, phước chủ may thầy, có ai được toàn vẹn hoặc chữa khỏi bằng một bài thuốc hoặc bằng một cách đâu. Trên đây là một trong những phương pháp chữa căn bệnh gút mà đấng mài rau hiện nay tại Việt Nam mắc phải rất nhiều, làm tốn tiền của, thời gian và hạnh phúc của nhiều gia đình. Hạn chế rượu bia, hải sản, đạm và nội tạng động vật khi biết mình dư axit uric. Hy vọng ai đó đọc được bài này và tự chữa khỏi cho bản thân. Nếu không khỏi, xem đây chỉ là một phương pháp được đưa ra bình thường thôi các quý vị. Bản tin sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.